Hi, chào các bạn nhé, các bạn thân mến Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái việc đó là cái file Excel lặng mở lâu chạy quay mãi thử cách khắc phục ngay sau đây Để chúng ta khắc phục cái trường hợp này nhé Có bốn cái lý do mà mình thấy cái trường hợp mà cái file Excel nó lặng mà mình đã qua thực tiễn mình gặp nhá Đó là một đó là do cái lưu định dạng .xls Là cái định dạng mà phiên bản 2003 đấy các bạn, Excel 2003 Và bây giờ chúng ta cần phải lưu về dạng .xls nhá nhé Trường hợp thứ hai đó là nguyên nhân thứ hai là do cái lêm nỗi quá nhiều Thứ ba là do cái đường ninh lỗi, đường ninh lỗi sẽ xảy ra hiện tượng như cái hình ảnh này. Hình ảnh này đó là cái trường hợp đó là là cái link nó bị lỗi, nó không update được, nó sẽ báo như vậy. Và thứ tư đó là nguyên nhân do cái kiểu style thừa, kiểu thì đây nó chính là một cái kiểu style đây. Đấy, nó chứa đựng các thông tin về định dạng của cái Excel nhé. Thế chúng ta mình sẽ lấy ví dụ cụ thể luôn. Ở đây mình có một cái file này. Đây, trên cái file mình đang mở đây. Đây, cái file này nhá. File này nó đang báo lỗi này Mình mở lên đây Và mình trở về cái file đây Nó chính là cái file này Với cái dung lượng đó là 575 KB đây Thì chúng ta sẽ kiểm tra ngay sau đó nó sẽ giảm bao nhiêu nhá Trước hết mình sẽ phải save nó ra nhá Đây file mình sẽ save ra Đấy, mình sẽ ra vẫn cái vị trí đấy và mình lưu đó là lưu về gì dạng xnx nhá đây chấm mình này đây này và các bạn nếu không có hiển thị chấm nơi edit các bạn cứ chọn ngay đầu tiên cho mình cái Excel workbook này. Đấy, và mình sẽ đặt tên đó là 123 đi cho khác đây. Đấy. Và đây cái file 123 đã xuất hiện đây và mình tắt nó đi nhá. Đây. Mình sẽ trở về cái trường hợp đây chính là cái file 123 đây và sau khi xếp S ra nó sẽ giảm đi xuống còn 552 KB Đấy các bạn nhá, đã giảm xuống rồi này. Tiếp đến là mình sẽ xử lý cái lêm nỗi nhá, Đấy cái lêm nỗi Mình sẽ mở nó lên Sẽ xóa các toàn bộ các lêm nỗi đi Để xem nó thay đổi nào nhé Mình Ctrl F này Ctrl à, Nhấn giữ Ctrl Nhấn cái phím F3 Để chúng ta mở cái lêm Malazer lên Ở đây thì các bạn sẽ tích vào đây cho mình Đó là Filter Và lêm with Error đây à, Tích vào cái đầu tiên kéo thanh trượt xuống dưới cùng nhấn giữ phím ship tích vào cái dòng cuối cùng và nhấn delete đi và nhấn ok quá trình nó sẽ xóa toàn bộ các lên nỗi đi nhá nhiều lên nỗi nó sẽ cần thời gian chạy Đấy, nó đã chạy xong rồi nhá. Các bạn không được thao tác gì cả để trong quá trình Excel nó chạy nhá. Mình close đi này. Đấy, đấy là cái bước đầu tiên, mình sẽ xóa cái lên lỗi rồi. Đấy, Ctrl S để xếp lại này. Tiếp đến là cái đây, cái cảnh báo cái auto -X update cái link, link lỗi đang rất nhiều thì các bạn sẽ vào thẻ data vào trong cái phần edit link này. Đấy, trong này nó có rất nhiều cái link đây. Và cái trạng thái của nó đang báo đó là không biết đây. Unclose đây, các bạn thấy không? Và các bạn cũng chọn như vậy, chọn cái cuối cùng chọn cái đầu tiên nhấn giữ phim ship này và nhấn delete đi à nhấn break link đi. Đấy, nhấn break link, nhấn break link này. Đó. Nhấn ok lâu và nhấn ok này. Đấy, và ở đây chúng ta nhấn Android, bên cái content mình tắt đi nhá. Đấy, tắt đi này. Và mở lại này. File và các bạn thấy uh, nó đã giảm với xuống còn 344 rồi đấy và mình mở lên. Đấy mở lên nó đã chạy ra như vậy đấy là chúng ta sẽ khắc phục các lên lỗi rồi nhá lên lỗi và đường link đấy là hai cái phần à, và cái đầu tiên lưu định dạng rồi và cái cuối cùng đó là cái tay thừa để xóa cái tay thừa chúng ta phải làm như sau này mình tắt cái file đi nhá đây file 123 tắt đi này và mình sẽ sử dụng cái công cụ này đó chính là cái một cái file đó là clear style excel thì cái file này mình sẽ um, gửi cho các bạn nhé theo đường link trong phần mô tả video này các bạn tải về và các bạn sử dụng này và chúng ta sẽ mở lên đây mình sẽ uh, mở lên rồi nhá mở lên rồi nó sẽ xuất hiện một cái thông báo đó là um, kiểu như là nó 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 đang khóa uh, protect thì mình cần phải nhấn enable đây nhá thì các bạn sau đó kích vào đây đến đây thì các bạn sẽ chọn đến cái file đây chọn đến cái file các bạn lưu vào chính file 123 này đấy mà mình nhấn ok này đấy nó sẽ báo cho mình uh, cái thông báo là xóa là 1016 cái style xác nhá và nhấn ok đi mình tắt nó đi này báo lăn này bây giờ trở về cái file đây Đấy. nó đã giảm đi một tí nữa này và bây giờ xin mở lên đó đấy file đã mở lên và để xem biết đâu là file rác hay không thì các bạn chọn cái style này các bạn sổ ra này nó chỉ cơ bản như vậy là thôi còn nếu mà nó nhiều cái kiểu khác thì là cái kiểu style rác rất nhiều Đấy, ví dụ mình mở cái file gốc của nó lên nhé Đây, file gốc lên Đấy, file gốc lên nó có cảnh báo này Có uh, uh, kiểu style rác trong này rất nhiều, một đống đây Các bạn thấy rất nhiều luôn Đấy, nên là tại sao nó hơn 1.000 là như vậy Và cái đường link nỗi thì nó sẽ báo cái này uh, Và lên nỗi ở đây, nó cũng rất nhiều ở trong này đây Ctrl F3, nó báo rất nhiều đây đây là file gốc như vậy. Vậy là cái bài hôm nay là mình đã uh, trải qua cho các bạn nó là bốn cái nguyên nhân. Và mình khắc phục từng nguyên nhân một để chúng ta có một cái file nó nhẹ hơn. Và mở nhanh hơn. Và đáp ứng cái yêu cầu công việc của chúng ta nhé. Thế thì uh, nếu thấy hay đừng quên cho mình một like một đăng ký ủng hộ mình nhé. Uh, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.